Rồi, bên đây là lớp 10A5 và bên kia là 10A1. Lúc này đây các hai bên, các đối thủ với nhau thì cho cái đội hình mạnh nhất. Vâng, thầy Tú lúc này đang rất là tâm đắc với đội hình của mình. Đội hình tương đương với những body rất là xem với thầy. Rồi, các vận động viên rất vui. Mở khẩu trang ra, đem khẩu trang sao thở. Rồi, các cổ động viên đó là cùng nhiệt ở đây à. Đâu vừa lái gì, vừa lái là lái lớn lên nè. Mấy đứa hiền thì cho đổi bên, cái là đổi liền gì đó, đi từ từ thôi. Cổ vũ cho bên đội nào đây? Em ơi, thầy. Dạ 10 năm thầy ơi. Không cần nói sáng mặt camera vậy đâu. Nói thầy ơi, nói người ta nghe. Bộ em thích anh nào ở 10 năm hả? Thầy quay mặt em với thầy. Thầy quay mặt em với thầy.
cười lên coi nè. Em có cảm xúc gì hồi đến với trận đấu ngày hôm nay không? Hay lắm, hay lắm. Quay vô thầy ơi, quay vô thầy cảm xúc chưa? Lôi 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 lôi. Thank you.